Hello, chào mọi người đã quay trở lại với trang YouTube của Tuấn Mon, nơi mình sẽ chia sẻ những trải nghiệm và kiến thức của mình về các cái sản phẩm công nghệ nói chung, cũng như các sản phẩm công nghệ giúp cho chúng ta cải thiện được năng suất cá nhân nói riêng. Và chủ đề ngày hôm nay mà mình muốn đề cập đến với các bạn đó chính là những ứng dụng theo dõi thói quen. Tại sao mình lại chia sẻ về vấn đề này? Đơn giản là bởi vì những cái ứng dụng theo dõi thói quen đã giúp cho mình cân bằng được cuộc sống và đạt được những mục tiêu của mình đề ra một cách dễ dàng và nhanh chóng hơn bao giờ hết. Một chút disclaimer. Mình đã dành 2 năm vừa rồi làm việc tại Habitify. Nó là một cái sản phẩm theo dõi thói quen cá nhân mà mình đánh giá là rất là tốt trên thị trường. Vì như vậy nên là cái bài review lần này của mình sẽ dựa trên kinh nghiệm của mình trong 2 năm vừa rồi, cũng như là những cái trải nghiệm và đánh giá cá nhân của mình khi mà mình đã trải nghiệm thực sự những cái sản phẩm đó ở trong cuộc sống. Mình sẽ chia cái bài review của mình thành hai phần chính. Thứ nhất, đấy là những cái ứng dụng theo dõi thói quen mà dành cho những bạn gọi là hoàn toàn mới với việc theo dõi thói quen, chưa có cái khái niệm gì về cái việc theo dõi thói quen này cả. Và cái thứ hai đấy là những ứng dụng theo dõi thói quen dành cho những người mà đã theo dõi thói quen rồi nhưng chỉ là chưa có một cái nơi nào để các bạn lưu lại và đo đạc lại được cái performance của mình. Ok, chúng ta cùng bắt đầu thôi nha. Với những bạn mà hoàn toàn chưa có thói quen tạo thói quen á, thì việc mà lên một kế hoạch để tạo thói quen sao cho nó vừa gọi là hợp lý mà lại vừa phù hợp với bản thân là một cái rất là khó. Trong khi đó thì có rất là ít ứng dụng trên thị trường có thể đáp ứng được cái việc là hướng dẫn bạn đi từ đầu một tạo một cái thói quen như thế nào và làm thế nào để tạo được nhiều thói quen một lúc. Và duy nhất trên thị trường chỉ có một ứng dụng mà theo mình là có thể đáp ứng được cái tiêu chí này, đấy là Fabulous. Fabulous là một trong rất hiếm hoi cái ứng dụng mà được nghiên cứu một cách bài bản tại phòng tâm lý hành vi của trường đại học Duke, do được dẫn dắt bởi gọi là tiến sĩ tâm lý Dan Ariely. Thì nếu như bạn chưa biết thì Dan Ariely chính là tác giả của 2 bộ sách nổi tiếng là Phi lý trí và Lẽ phải của phi lý trí. Thì do là cái sản phẩm này được nghiên cứu tâm lý và khoa học bài bản như vậy, thế nên là từng cái bước mà khi mà bạn sử dụng sản phẩm, bạn sẽ cảm thấy là nó có một cái mục đích nhất định và nó đều đang hướng dẫn bạn làm một cái thứ gì đó mà gọi là sẽ có một cái tác động cho mai sau đó. Thì ở đây về mặt tính năng á, thì Fabulous được thiết kế giống như một người bạn đồng hành của chúng ta, và khi mà bạn mới vào sản phẩm thì Fabulous sẽ hỏi bạn rất là nhiều những cái câu hỏi về mặt thói quen, về mặt mục tiêu mà chúng ta mong muốn, hay là chúng ta muốn thay đổi điều gì trong cuộc sống, để Fabulous có thể xây dựng cho chúng ta những cái lộ trình cá nhân hóa cái lộ trình đó theo đúng cái pain point, những cái điểm mà chúng ta đang muốn cải thiện ở trong cuộc sống. Thì đây là một điểm mà mình rất thích của Fabulous, và mình tin rằng là bất cứ một bạn nào mà mới tạo thói quen khi mà sử dụng Fabulous thì cũng sẽ cảm thấy là nó rất là dễ dàng, nó rất là đơn giản, chứ nó không bị overwhelm, nó không bị quá là nhiều thứ mà các bạn không thể kiểm soát được. Về mặt thiết kế thì mình đánh giá là Fabulous là một ứng dụng có thiết kế rất màu mè, và nó là rất màu mè luôn. Nó thiết kế rất đẹp, không thể phủ nhận là nó rất đẹp, nhưng mà nó cũng rất là màu mè. Và mình tin rằng là cái thiết kế này làm cho mình có một cái cảm giác khi mà vào trong cái sản phẩm là cảm giác nó rất là thư thái, rất là bình tĩnh. Như các bạn có thể thấy ở đây, từ cái phông chữ này, từ cái cách mà nó kết hợp màu sắc đó, cho đến cái cách mà nó list ra những cái thói quen, rồi cách mà cái hộp nó được, cái box nó làm bo tròn, làm cho mình cảm thấy là vào đây nó rất là thư giãn, nó rất là dễ chịu. Và chưa kể nhá, chưa hết vào đây, những cái hình vẽ và những cái âm thanh của Fabulous cực kỳ thích luôn. Nếu như mà các bạn đã từng sử dụng qua những cái app về thiền, ví dụ như là Headspace hay là Calm á, nó sẽ có những cái phần về về mặt âm thanh giúp cho bạn cảm thấy thư thái và dễ chịu, thì Fabulous có thể làm được chính xác cái điều đó. Ví dụ nhá, mình bấm vào Launch Fabulous Moment đó, chỉ là nhắc mình uống nước thôi, nhưng mà nó sẽ phải là giải thích cho mình là tại sao mình cần uống nước này, mình cần phải làm gì trong 3 ngày tiếp theo. Và ở đây có tiếng đấy, nhưng mà chẳng qua là mình đang không không có gọi là ghi âm cái tiếng này lại thôi. Cái tiếng ở đây thực sự nó rất là dễ chịu đó. Bấm đăng nha. Rồi, Brilliant đó, thì nó sẽ gọi là động viên mình và nó sẽ đưa ra cho cái con số của mình đó. Như bạn có thể thấy thì Fabulous ở đây nó còn có cả hoạt hình, nó phần phần hoạt họa để cho mình gọi là dễ hiểu được cái mà nó đang truyền tải, nội dung mà nó đang truyền tải đến với mình đó. À, bỏ qua nha. Rồi,
Đó, các bạn thì thấy là sau khi mình hoàn thành được mục tiêu là mới có uống nước 1 trên 3 ngày thôi, nhưng mà mình đã có một cái gọi là bản đồ, một cái biểu đồ rất là đẹp như thế này, và mình đang ở phần day 1 là and you are off. Thì mình rất thích ở Fabulous ở cái điểm là nó hoạt họa tất cả mọi thứ, tất cả cái gì mình làm cho cái sản phẩm này đều có một cái hình ảnh hay là một cái gì đó để thể hiện được cái mà mình đã làm, và mình có thể hoàn toàn rất là dễ chia sẻ cái này lên trên mạng xã hội để cho mọi người cũng biết là mọi người là mình cũng đang rất là cố gắng gọi là tạo thói quen mỗi ngày. Discover đó. Và phần Discover thì nó sẽ share rất là nhiều các cái hình ảnh giúp cho mình gọi là cảm thấy là thư giãn, bình tĩnh hơn, hoặc là gọi là tham khảo một vài cái ý tưởng. Về nhà phát triển thì Fabulous như mình đã nói thì nó là một trong những ứng dụng hiếm hoi được nghiên cứu và thiết kế một cách rất là bài bản. Thì trong khoảng thời gian từ 2017 đến 2018 thì mình có sử dụng Fabulous thì mình thấy rằng là cũng không có quá là nhiều sự thay đổi về mặt thiết kế cũng như là về mặt công năng của sản phẩm. Tuy nhiên đến 2019 và 2020 thì có một sự đột sắc hoàn toàn đối với Fabulous. Hình ảnh đẹp hơn, âm thanh có nhiều hơn, âm thanh thư thái hơn. Và đặc biệt là đội ngũ phát triển sản phẩm đã phát triển thêm cả Fabulous for Work, tức là cái phần mềm Fabulous dành cho các doanh nghiệp để cho các nhân viên ở trong văn phòng có thể sử dụng và cảm thấy happy với cuộc sống hơn, cảm thấy có nhiều động lực hơn. Thì mình nhận thấy rằng là một cái team, một cái nhà phát triển mà họ tập trung phát triển sản phẩm nhiều như vậy, không chỉ dành cho cá nhân mà còn dành cho doanh nghiệp, và không chỉ là gọi là họ chỉ mong muốn là kiếm được càng nhiều tiền càng tốt, mà ở đây là họ tập trung rất là nhiều về việc là từng cái tính năng một, từng cái hình ảnh một nó phải thực sự đẹp và nó phải thực sự là giúp ích cho người dùng. Và đối với mình thì mình nghĩ rằng là đây là một ứng dụng thực sự đáng tiền để bỏ ra. Như mình thấy là hình như là đâu đấy tầm khoảng 300 nghìn một năm để sử dụng cái ứng dụng này. Chưa kể một điểm đấy là Fabulous tập trung rất nhiều về mặt nội dung, tức là khi mà bạn vào phần Discover ở Fabulous thì các bạn có thể thấy nó có rất là nhiều các cái challenge, hoặc là rất nhiều các cái audio mà mình có thể tham gia, mình có thể nghe. Ví dụ như là khi nào mà mình buồn hoặc là khi nào mà mình cảm thấy mệt mỏi thì nó sẽ có những cái audio dành riêng cho cái chuyện đó để mình có thể nghe và mình cảm thấy bình tĩnh hơn, mình cảm thấy là gọi là thư thái hơn. Thì ở cái điểm này thì mình thấy rằng là Fabulous đang tiệm cận đến những cái app thiền định, nó khá là giống ở cái điểm này, giống như kiểu Headspace hay là kiểu Calm hay là Simple Habit kiểu kiểu như vậy. Và mình nhận ra là nếu như mà Fabulous tiếp tục đi theo cái con đường đó, cái con đường của các app thiền định đó, thì nó cũng sẽ trở thành một cái app thiền và lúc đó nó không còn là một cái ứng dụng habit nữa. Nhưng ý mình đang muốn nói ở đây là cái việc mà Fabulous đang cố gắng đem lại nhiều cái giá trị hơn cho người sử dụng ở trong một cái ứng dụng nhỏ như thế này. Để mà nói là trên thị trường có cái ứng dụng nào nó có thể sánh ngang với Fabulous thì không, mình không nghĩ là có một cái ứng dụng nào có thể đạt được đến cái độ hoàn thiện, được cái độ đẹp và cái độ gọi là cái trải nghiệm nó seamless, nó smooth như như ở Fabulous. Không có một cái ứng dụng nào cả. Nếu có nha, nếu có một cái ứng dụng nào mà nó có mang cái dạng coach base, tức là có một cái người nó mang tính kiểu hướng dẫn cho bạn ấy, thì chỉ có một thằng đó là coach.me, coach.me. Thì coach.me nó là một cái nền tảng, đúng hơn là một cái nền tảng giúp cho bạn lên đó tạo thói quen, nhưng mà đồng thời các bạn có thể thuê một cái người gọi là người coach, người hướng dẫn viên. Họ với cái kinh nghiệm của họ thì họ sẽ chat với các bạn mỗi tuần và bạn sẽ chia sẻ những cái vấn đề, những cái khó khăn, những cái thành tựu mà bạn đã đạt được trong tuần vừa rồi đối với họ, và ngược lại thì họ sẽ chia sẻ cho bạn những cái kiến thức cũng như là đưa cho bạn những cái lời khuyên rồi lời động viên làm thế nào để bạn có thể gọi là tập trung vào việc phát triển được cái thói quen của bạn nó consistent nhất, nó đều nhất có thể. Thì như mình có đề cập ở trước thì nếu như mà các bạn đang cần một cái ứng dụng về thiền, chỉ là thiền không ạ, thì mình nghĩ rằng có bạn có thể tham khảo Headspace hay là Calm hay là Simple Habit, đó là những cái gọi là ông trùm về cái ứng dụng về thiền rồi. Mình không nói ở đây, nhưng mà nếu các bạn muốn tìm một cái ứng dụng mà nó là một sự kết hợp của cả hai, kiểu best of both world ạ, kiểu kiểu vừa có habit vừa có thói quen mà lại vừa có thiền á, một chút thiền á, thì các bạn nên thực sự rất là nên thử tham khảo và trải nghiệm Fabulous. Đối với những các bạn mà đã tạo được thói quen rồi và muốn duy trì thói quen của mình thì các bạn sẽ cần một nơi để gọi là liệt kê những cái thói quen đó ra và check in nó hàng ngày, và có một nơi để xem lại là mình đã làm cái thói quen đó như thế nào. Và đối với mình thì trên thị trường
có rất nhiều các cái sản phẩm có thể đáp ứng được điều đó. Tuy nhiên chỉ có một sản phẩm mà mình cảm thấy là thực sự nó click đối với mình, nó chính là Habitify. Và đây cũng chính là sản phẩm mà mình đã từng dành thời gian để nghiên cứu và phát triển trong 2 năm vừa rồi. Thì về mặt tính năng, Habitify sẽ liệt kê các cái thói quen mà bạn muốn duy trì dưới dạng một cái checklist. Như các bạn có thể thấy ở đây, đó, mình có một cái checklist nó giống như kiểu một cái to-do list thôi, rất là đơn giản. Hôm nào mà mình muốn tặng cái thói quen gì, mình muốn check in là mình đã làm một cái thói quen gì đó, thì mình chỉ cần đơn giản vào đây, mình bấm tích một cái, cái thói quen mình đã tích nó sẽ rơi xuống dưới. Đó, save completion. Rồi, nó rất là đơn giản như vậy thôi. Và thực sự là Habitify cũng được thiết kế một cách cực kỳ đơn giản. Bước đầu tiên khi mà bạn vào Habitify là bạn sẽ tạo một cái thói quen. Ở đây thì Habitify nó có rất nhiều các cái template, rất nhiều các cái thói quen đã được tạo sẵn cho các bạn. Và nó được chia theo từng chủ đề khác nhau. Ví dụ như là Stay Fit thì sẽ có Hit the Gym này, hay là Core Training, Practice Yoga hay là gì đó. Stay Healthy thì sẽ có Good Sleep này, Apply Sunscreen đó. Rồi Nurture Relationship thì sẽ có là gọi điện cho gia đình hay là gặp bạn bè. Đó thì Habitify sẽ chia sẵn những cái chủ đề như thế này đấy, để các bạn có thể dễ dàng lựa chọn hơn. Khi mà bạn bấm vào một chủ đề nhé, ví dụ như là Track Calor chẳng hạn, thì nó sẽ điền sẵn cho các bạn cái tên của cái thói quen đó này. Repeat tức là cái thói quen này bạn muốn được lặp lại bao nhiêu lần trong tuần. Ví dụ như là mình muốn một tháng mình làm những cái ngày này thôi chẳng hạn. Đó, thì mình cũng có thể lựa chọn được là đúng cái ngày đó thì Habitify sẽ nhắc cho mình. Đấy, hoặc là mình ví dụ mình muốn là cái lịch của mình nó khá là flexible á, là mình muốn là nó có một cái sự linh động nhất định trong cái việc theo dõi thói quen của mình, thế nên là mình sẽ muốn là cứ 4 ngày một lần hoặc là 5 ngày một lần mình mới làm cái thói quen này chẳng hạn, kiểu vậy. Đó là repeat goal. Thì Habitify nó gọi là hỗ trợ chúng ta theo dõi rất là nhiều các cái loại gọi là mục tiêu khác nhau. Ví dụ như là ở đây của mình, mục tiêu của mình là track calo đúng không? Thì ở đây Habitify đã định sẵn cho mình là mình muốn track bao nhiêu calo một ngày. Đấy, là bao nhiêu kilocalo hay là kilojoule này, một ngày, theo tuần hoặc theo tháng. Đó. Và ở đây điểm của mình rất thích ở Habitify đó là cái việc mà Habitify có kết nối với cả Apple Health. Ví dụ như là mình đang sử dụng iPhone, iOS thì nó sẽ kết nối với cả Apple Health. Nhưng nếu bạn sử dụng Android thì Habitify sẽ kết nối với cả Samsung Health hay là Mi Health, như mình nhớ không nhầm. Thì ở đây mình chọn là sync với Apple Health thì Apple sẽ xin quyền là được ghi dữ liệu vào trong Habitify. Chọn bạn turn carry on. Vậy thì điều đó có nghĩa là gì? Điều đó có nghĩa là Apple Health và Habitify sẽ được kết nối với nhau và mọi dữ liệu sẽ được chuyển từ bên này qua bên kia một cách hoàn toàn tự động. Ví dụ nhá, ở đây mình đang muốn là một ngày mình sẽ ăn khoảng tầm 1000 calo đi. Thì khi mà mình vào Apple Health và mình nhập cái con số là 1000 calo vào á, thì Apple Health sẽ tự động gửi cái con số này đến Habitify so sánh với cái mục tiêu mà mình đã đạt được ở trong Habitify. Và nếu như mà đạt được thì như ở trong cái trường hợp này là mình đã đạt được 1000 kilocalo, thì Habitify sẽ tự động hoàn thành cái thói quen này mà mình không cần phải vào mở cái ứng dụng thói quen Habitify lên nữa. Thì một trong những cái ví dụ điển hình cho cái việc này á mà mình rất là thích là về running. Đó, ở đây là running mà mình khi mà mình đặt mục tiêu thì nó sẽ có là theo km hay là theo mét. Đó, thì ví dụ một ngày mình muốn là mình sẽ phải đi bộ hoặc là chạy bộ được khoảng 4 km chẳng hạn, thì mình sẽ đặt mục tiêu là 4 km trong Habitify. Và Apple Watch á, nó có thể đo được cái quãng đường mình đi trong ngày một cách tự động, và cái thông tin nó sẽ gửi về Apple Health trước. Sau đó Apple Health sẽ gửi về Habitify và so sánh với cái con số 4 km này. Nếu như cuối ngày mình đã hoàn thành được cái con số này rồi thì app Habitify nó sẽ tự động là hoàn thành cái thói quen này cho mình mà mình không cần phải vào Habitify nữa, coi như là nó là một cái quá trình hoàn toàn tự động. Và đây là một điểm mà mình cực kỳ thích ở trong cái sản phẩm này. Thì như các bạn thể thấy ở đây thì Habitify sẽ hỗ trợ rất nhiều những cái đơn vị đo lường, ví dụ như là km này, mét này. Đấy, tùy theo quốc gia bạn đang ở nữa, hoặc là giờ phút, hoặc là kilocalo, nó tùy vào cái thói quen mà bạn lựa chọn ở cái phần này để bạn có thể định nghĩa được là bạn thực sự muốn cái đơn vị đo lường nào nhất. Thì đây là cái điểm mà mình nghĩ rằng là Habitify đã cho người sử dụng nhiều cái sự linh động hơn trong cái việc là theo dõi nhiều cái loại thói quen hơn trong ngày. Và vậy thôi,
Habitify chỉ có vậy. Habitify là một cái checklist nơi mà bạn sẽ liệt kê tất cả những cái thói quen mà bạn muốn vào đó và bạn bấm hoàn thành. Nếu như bạn có liên kết Habitify với một ứng dụng khác hay là một cái thói quen hoặc một cái thiết bị khác thì mình nghĩ rằng là cái việc này nó sẽ hoàn toàn được tự động và dễ dàng hơn rất là nhiều. Ngoài ra thì Habitify có một cái tính năng nữa, đấy là progress. Nghĩa là nó sẽ liệt kê ra ở đây những cái thói quen mà bạn đã thực hiện và cái khoảng thời gian bạn đã thực hiện cũng như là cái số lần mà bạn đã thực hiện. Ví dụ như bạn thấy ở đây là thiết kế của Habitify rất là đơn giản nhé. Đó. Nhưng mình thấy ở đây là tổng là 22% này. Đấy, habit thì mình sẽ xem được cái thói quen của mình theo dạng biểu đồ đường này hoặc là theo dạng phần trăm. Đấy, tăng giảm bao nhiêu. Hai cái track calorie này là mình mới tạo nên là nó trông nó chỉ có 0% thôi. Đấy, hoặc là theo lịch, đấy là cái này là gọi là kiểu dạng heat map ạ. Đấy, daily average này. Đấy, hoặc là total. Đó. Và nó cũng sẽ liệt kê cái số liệu của chúng ta dưới những cái dạng gọi là những cái nhóm, những cái chủ đề khác nhau, ví dụ như là career hay là health hay là family. Về mặt thiết kế thì CEO của Habitify luôn hướng sản phẩm này đến sự tối giản nhất có thể để khi mà người sử dụng họ vào và họ có thể bắt đầu sử dụng luôn mà không cần nhiều hướng dẫn giống như là bên Fabulous. Thì nếu như mà bạn thích sự tối giản thì mình tin rằng Habitify sẽ là một ứng dụng rất là phù hợp với bạn. Nhưng mà nếu như mà bạn thích một cái gì đấy nó màu mè hơn, nó có nhiều âm thanh hơn, nó sống động hơn á, thì mình nghĩ rằng Habitify sẽ không phù hợp với bạn một chút nào cả. Về đội ngũ nhà phát triển thì mình rất tự tin khi mà nói rằng là đây là một trong những cái team gọi là phát triển sản phẩm điện thoại thì đúng hơn, tốt nhất ở Việt Nam tính đến cái thời điểm này. Habitify đã được thiết kế sao cho nó đi sát nhất với cả triết lý thiết kế của Apple khi mà Apple nó ra những cái sản phẩm mới, ra những cái thiết bị mới hay là những cái tính năng mới thì Habitify, cái đội ngũ phát triển của Habitify luôn luôn cố gắng đưa những cái thứ đó vào trong Habitify một cách gọi là triệt để nhất có thể. Đội ngũ phát triển sản phẩm mong muốn rằng là nó sẽ chạy thật sự mượt mà và thật sự là gọi là đồng nhất với tất cả những cái tính năng khác ở trên sản phẩm để bạn có thể thấy rằng là cái trải nghiệm sử dụng Habitify nó cũng sẽ sung sướng, nó cũng sẽ gọi là mượt mà giống hệt như cái việc mà bạn trải nghiệm một chiếc iPhone vậy. Nếu như các bạn nhớ về đợt WWDC 2020 vừa rồi á thì Apple nó mới ra một cái tính năng đó gọi là widget. Cái tính năng đó nghĩa là sao? Nghĩa là ở ngoài màn hình chính á, các bạn có thể show được những cái thói quen của các bạn, hoặc là bạn có thể show được là cái list thói quen mà mình muốn tạo trên một cái gọi là một cái khung giờ nhất định. Thì ở Habitify nó đã làm được cái điều đó ngay sau khi mà cái sự kiện WWDC kết thúc, trước khi mà thậm chí là trước khi cả Spotify hay là Google Photo nó có được cái tính năng widget này thì Habitify đã có ngay trong cái đêm đó. Thì hiện giờ cái Habitify đã có đến hơn, như mình biết là có đến hơn 1 triệu người sử dụng và download sản phẩm, và mình thấy là đây là một con số cực kỳ đáng ngưỡng mộ với tất cả các cái ứng dụng di động nói chung cũng như là các cái ứng dụng di động được phát triển ở Việt Nam nói riêng. Chỉ trong vòng 6 tháng cuối năm từ 2019 cho đến 2020 á, mình đã thấy là có một sự lột xác gần như là hoàn toàn đối với Habitify, tính cả về logo, về mặt thiết kế, về mặt các tính năng, ví dụ như là có thêm tính năng là kết nối với cả Apple Health hay là Samsung Health. Trên thị trường hiện nay với các cái ứng dụng theo dõi thói quen thì không có một cái team nào mà nó tập trung làm sản phẩm nó thật sự là mạnh mẽ như Habitify. Chưa kể đến việc là họ đầu tư rất nhiều vào mặt content và mặt nội dung. Nếu như mà bạn vào blog habitify.me/blog thì bạn sẽ thấy là cái lượng nội dung của Habitify mang đến cho người dùng rất là dày đặc. Nó có rất nhiều các cái chủ đề khác nhau, từ việc là tạo thói quen cho đến việc là đặt ra mục tiêu của bản thân, hoặc là thiền định, hoặc là cái việc trì hoãn, rất nhiều những thứ liên quan đến năng suất cá nhân. Và mình thực sự nghĩ là cái sản phẩm, nếu như bạn có mua cái sản phẩm này thì cái giá trị mà bạn, cái số tiền mà bạn đang bỏ ra không chỉ là dành cho việc phát triển sản phẩm mà để bạn có thể đọc được thêm nhiều cái nội dung có chất lượng hơn, và nó sẽ giúp ích cho bạn trong cái quá trình mà bạn duy trì các cái thói quen của bản thân cũng như là tạo ra các cái thói quen mới. Để mà nói là trên thị trường có cái ứng dụng nào thay thế Habitify không thì chắc chắn là có rất nhiều ứng dụng thay thế Habitify. Tuy nhiên thì mình dựa vào cái team phát triển sản phẩm để mình đánh giá xem là cái ứng dụng nào có thể có cái tiềm năng phát triển lâu dài nhất mà mình nghĩ rằng là bạn nên đầu tư vào cái ứng dụng đó, thì đó là Productive. Productive là một cái ứng dụng cũng giống như Habitify thôi, nó cũng mang cái dạng checklist gồm cái thói quen mà chúng ta đã có muốn đề ra và chúng ta muốn duy trì. Productive thực sự là một cái ứng dụng mà mình thấy là gọi là khá là ngang hàng với cả Habitify, nhưng cái duy nhất và khác biệt là hai thứ. Thứ nhất là về thiết kế,
Productive có cái thiết kế nó na ná giống Fabulous, nó có thể là không màu mè giống Fabulous, tức là nó cũng có nhiều màu sắc cái và có nhiều hình vẽ. Ở trên tay của mình là Productive đó, các bạn có thể thấy là nó cũng sử dụng rất là nhiều hình vẽ này, hình từ cái cúp rồi này, từ cái lịch này, rồi màu sắc này, đó, cái challenge cũng rất là nhiều màu sắc đó. Giả sử mình muốn tạo cái habit thì ở Productive họ sẽ suggest cho mình các cái thói quen dựa trên những cái nhóm mà giống như Habitify có làm. Nhưng mà ở đây thì bên Productive nó làm một điều tốt hơn, đấy là những cái thói quen này nó được cập nhật theo thời gian. Thì bạn thể thấy ở đây là có những cái nhóm thói quen như là Staying at Home này, hay là Preventive Care Matters, thì nó liên quan đến cái dịch Covid-19 bây giờ của chúng ta. Giả sử như là mình chọn những cái như là Must Have Habit chẳng hạn, thì nếu như là mình là một người mới bắt đầu thì vào Habitify sẽ không phù hợp, bởi vì mình sẽ không biết là mình nên tạo cái thói quen nào. Nhưng mà ở đây thì Productive đã làm một điều hơn như thế, đấy là nó gợi ý cho chúng ta là cái thói quen nào là những cái thói quen gọi là must have, là mình nên thực hiện đó. Và cái việc mà tạo những cái thói quen này, thêm những cái thói quen này vào danh sách chúng ta cực kỳ đơn giản, chúng ta chỉ cần bấm vào cộng đó. Ở đây nó đã có sẵn cho chúng ta những cái icon này, rồi là cái mục tiêu này, đấy, rồi là cái tần suất này đó, chúng ta chỉ cần bấm đăng, vậy là xong. Và thứ hai là về mặt những cái challenge, ví dụ như là về challenge ở đây mình sẽ có những cái challenge mà Productive đã định sẵn ra cho mình đó. Mình sẽ chỉ cần tham gia cái này là tất cả những cái thói quen ở trong cái challenge này nó sẽ được add vào trong cái list của mình, và mình chỉ cần làm theo như thế thôi. Nó khá là đơn giản đúng không? Dành cho những cái bạn mới thì mình nghĩ rằng là Productive nó sẽ phù hợp hơn, tuy nhiên thì nó sẽ hơi tốn kém hơn Habitify một chút. Đó, những cái tính năng cốt lõi như kiểu là reminder thì nó sẽ không có ở trong phần Productive này. Có hai ứng dụng mà mình không hề nhắc đến ở trong bài review lần này, đó chính là Habitica và Beminder. Thì tại sao mình lại không nhắc đến Habitica trong khi Habitica cực kỳ nổi tiếng? Nếu như bạn có biết thì Habitica đã làm mưa làm gió ở trên thị trường vào những năm tầm khoảng 2015, 2013, 2015 gì đó. Habitica đã thu hút cho mình một lượng fan cực kỳ trung thành ở trên các cái mạng xã hội, cũng như là nó tự tạo cho mình một cái cộng đồng riêng để là những cái người chơi Habitica họ có thể gọi là tự phát triển sản phẩm và họ sẽ tự thay đổi những cái mà họ mong muốn trong cái sản phẩm này. Thì về bản chất, Habitica cũng là một cái ứng dụng giúp chúng ta thay đổi thói quen, tạo những thói quen mới. Tuy nhiên cái concept của Habitica nó khác so với Productive, Habitify hay là Fabulous một chút, đấy là nó cố gắng game hóa cái quá trình mà chúng ta tạo thói quen. Nghĩa là sao? Nghĩa là khi mà chúng ta vào trong Habitica thì chúng ta sẽ có một cái nhân vật kiểu giống như nhân vật trong game ấy, thì chúng ta càng tạo được nhiều thói quen, càng làm được cái thói quen chúng ta lâu thì chúng ta sẽ càng tích lũy được nhiều điểm kinh nghiệm, và cái từ cái số điểm kinh nghiệm đó sẽ quy ra tiền, rồi quy ra những cái vật phẩm, những cái vũ khí, những cái trang bị, món đồ trang sức chúng ta có thể mặc lên người. Thì về bản chất thì nó cũng chỉ là tạo thói quen, nhưng mà cái cách thức thực hiện thì nó lại rất là thú vị theo kiểu là dạng game, tức là mình càng làm nhiều thì mình sẽ càng cái con nhân vật của mình nó sẽ càng xịn. Mình đánh giá rất cao về cái mặt gamification, tức là mặt game hóa này, bởi vì là cái việc game hóa sẽ giúp chúng ta cảm thấy là cái việc tạo thói quen là không bị buồn chán, nhưng nó là một con dao hai lưỡi. Và trong cái trường hợp của Habitica thì mình không nghĩ là cái việc game hóa đến mức như thế này là hợp lý. Bởi vì nếu như bạn đã từng sử dụng Habitica thì bạn sẽ thấy là cái hệ thống tính điểm, hệ thống tạo thói quen của nó rất phức tạp. Và khi bạn mới vào ấy, thì bạn sẽ không biết thực sự đây là một cái ứng dụng tạo thói quen hay là một cái trò chơi nữa. Và vì cái cơ chế tính điểm, cái cơ chế tính toán cũng như là các cái gọi là số liệu ở trong Habitica nó rất là khó, rất là phức tạp, đến cái mức mà nhà phát triển Habitica còn phải lập ra một cái website, một cái forum để hướng dẫn người sử dụng là dùng cái này như thế nào, dùng cái kia như thế nào, và thậm chí là người sử dụng họ cũng phải lên cái diễn đàn đó để hướng dẫn nhau là cách để chơi, cách để gọi là tạo thói quen, cách để có nhiều vật phẩm hơn như thế nào. Thì đấy là vấn đề thứ nhất, đấy là vấn đề về sự phức tạp trong cái việc phát triển sản phẩm. Vấn đề thứ hai đó là về cái sự không phân biệt rõ ràng giữa một cái sản phẩm để tạo thói quen và một cái game. Habitica tập trung quá nhiều vào cái việc là game hóa, thành ra là khi mà mình vào đây mình quên mất cái mục đích của mình thực sự là mình chỉ muốn tạo thói quen, mình muốn ghi lại, keep track được những cái mà mình đã làm. Thay vào đó, cái mục tiêu của mình bây giờ trở thành là mình sẽ làm cho cái nhân vật của mình nó đẹp hơn, nhân vật của mình nó xịn hơn, để khi mà đi gặp người khác mình còn có cái gì đấy để mình nói, mình cảm thấy tự hào hơn. Như vậy là đánh mất bản chất của một cái app, một cái ứng dụng thay đổi thói quen. Và nếu như
mà chúng ta thích chơi game hơn việc thay đổi thói quen, thì cái điều đó nó còn phản tác dụng, khiến cho chúng ta cái habitica này nó đã trở thành một thứ mà khiến cho mình đi xa hơn với cả những cái mục tiêu mà mình đang đề ra nữa. Ứng dụng thứ hai mà mình không có đề cập đến trong ngày hôm nay là Beminder. Nếu như mà các bạn lên các cái diễn đàn nước ngoài và tìm những cái cụm từ như kiểu là những cái habit tracker tốt nhất, thì Beminder là một trong những cái ứng dụng habit tracker mà được đứng hàng đầu ở trên các bảng xếp hạng. Tại sao nó lại hot đến như vậy? Beminder hoạt động có một cái cơ chế, một cái concept rất là hay giống như Habitica. Nó không, nhưng mà nó không phải là game hóa. Beminder dựa trên cái concept đó là chúng ta tạo thói quen nhưng mà chúng ta sẽ có hình phạt nếu như chúng ta không tạo thói quen. Chúng ta ví dụ đặt ra mục tiêu và chúng ta không đạt được cái mục tiêu đó thì chúng ta sẽ mất một khoản tiền nhất định. Và cái việc mà đánh vào tài chính chính là cái concept của Beminder. Cơ chế này làm cho chúng ta cảm thấy sợ mất tiền, và vì sợ mất tiền nên chúng ta bắt buộc chúng ta phải ép mình làm cái thói quen đó. Và đây cũng chính là điểm mà mình không thích ở Beminder. Cái việc đánh vào tài chính, đồng ý là nó sẽ tạo cho chúng ta rất nhiều động lực, thậm chí là nhiều động lực hơn cả việc là chúng ta không có một cái gọi là nỗi lo lắng nào cả. Nhưng nó lại là một cái con dao hai lưỡi. Tức là đến một cái thời điểm mình sẽ lo lắng về cái việc mình mất tiền nhiều hơn là mình sẽ lo lắng về việc mình tạo được cái thói quen này chưa, mình tạo được cái thói quen này tốt đến đâu, mình làm nó tốt như thế nào. Như vậy là cái mục tiêu của mình khi sử dụng cái sản phẩm này á, không phải là để tạo thói quen, mà là để mình tiết kiệm tiền, là để mình không bị mất tiền. Cái thứ hai của Beminder mà mình không thích, đó là cái sự gò bó. Tức là khi mà chúng ta đã sợ mất tiền rồi á, chúng ta sẽ cố bằng mọi giá để làm cái thói quen này 5 lần một tuần. Đó. Và như vậy là chúng ta đã tự tước đi cái sự linh động trong cuộc sống của mình. Cuộc sống thì nó rất là bận rộn mà, chúng ta có rất nhiều những cái kế hoạch khác nhau, rồi là sẽ có rất nhiều những cái điều xảy ra mà chúng ta không hề ngờ đến. Và buồn một ngày nào đấy, có một cái điều gì xảy ra là mình không thể thực hiện được thói quen, nhưng mình lại lựa chọn làm thói quen đó để đơn giản chỉ là để không mất tiền. Và mình tự nhiên mình bỏ đi một cái cơ hội, ví dụ như là để đi ra ngoài ăn uống với bạn bè chẳng hạn, hoặc là bỏ đi một cái cơ hội để làm cái chuyện gì khác mà nó sẽ có một cái gọi là tác dụng, một cái ảnh hưởng lâu dài hơn mà mình không hề hay biết. Mình bị tập trung quá nhiều vào trong những cái thói quen mà mình đã đề ra, hay đúng hơn là cái việc mình sẽ không bị mất tiền nếu như mà mình không thực sự là làm theo cái thói quen đó. Và đây là một cái ứng dụng mà tuy là có sẽ tạo ra rất nhiều động lực, nhưng mà mình sẽ không gợi ý cho bất kỳ một ai để mọi người tham khảo và sử dụng Beminder. Thực ra thì mình vẫn luôn nghĩ rằng Habit Tracker được sinh ra là để chúng ta một ngày không phải sử dụng đến Habit Tracker nữa. Mình nghĩ rằng là cái việc tạo thói quen á, suy cho cùng thì nó cũng chỉ đang là giúp chúng ta chuẩn bị cho một cái thứ gì đó nó lớn lao hơn. Ví dụ như là cái việc đi tập hàng ngày của mình chẳng hạn, nó sẽ giúp cho mình chuẩn bị thể lực, chuẩn bị sức khỏe của mình để mai sau mình sẽ có thể đương đầu với những cái thử thách nó khó khăn hơn. Ví dụ như là giả sử nhá, tệ nhất trong gia đình của mình có một người bị ốm, thì mình lúc đấy mình sẽ có sức khỏe, mình có thể thức đêm, mình có thể chăm sóc cho người ta. Hoặc là công ty mình tổ chức một cái giải chạy, hoặc là một cái chuyến trekking, một cần rất nhiều thể lực chẳng hạn, mà nó cái ngày đi nó sẽ rất là gần rồi. Thì như vậy là những cái thói quen mà mình đã tạo từ xưa nó sẽ giúp mình chuẩn bị cho những cái sự kiện như thế, mà mình không cần phải quá lo lắng là mình chưa có đủ cái thể lực, hay là mình chưa có đủ cái điều kiện để tham gia những cái sự kiện như vậy. Là nếu chúng ta nhìn nhận những cái ứng dụng thay đổi thói quen hay là theo dõi thói quen theo cái hướng như vậy, thì chúng ta sẽ có một cái cách sử dụng những cái ứng dụng đấy nó phù hợp hơn. Chúng ta có thể gọi là thiết kế, chúng ta có thể thay đổi những cái gọi là thói quen của chúng ta ở trong những cái ứng dụng đó, và cái cách chúng ta sử dụng ứng dụng đó sao cho nó phù hợp với cả bản thân chúng ta nhất. Ok, vậy là mình đã chia sẻ với các bạn về những ứng dụng tạo thói quen mà mình thấy là tốt nhất hiện có trên thị trường, dành cho những người mới bắt đầu và dành cho những người mà gọi là thuộc dạng advanced hoặc là intermediate, là những người đã tạo thói quen và muốn duy trì các thói quen đó. Thì nếu như các bạn cảm thấy là nội dung này hay và có ích thì đừng quên like, share và subscribe ở trên mạng xã hội nhé. Còn nếu như mà đây là lần đầu tiên các bạn đến với trang kênh YouTube của mình, thì đừng quên bấm vào nút chuông nhỏ nhỏ và cái nút subscribe ở đây để có thể nhận thêm những nội dung như thế này nha. Bye bye.